thì mọi người như thế nào ạ? Còn khỏe chứ đúng không ạ? Còn anh Hoàng thì trong tuần vừa qua thì Hoàng vẫn luôn làm và làm học bay mặt ra quý anh Dũng thì để đến tất cả mọi người được xem những kinh nghiệm của Hoàng và Hoàng đang làm đang cặp trên tay đây là ba chiếc túi mỏng mà nào xanh, một cái này là màu vàng tươi vàng nâu. Cái lòng trong thôi.